Em chào mấy bác nha, em đến từ shop đồ Đông Sơn ạ. Thì hôm nay em mới hàng hàng bộ đồ đỏ này của em mới về nha các bác. Thì em muốn quay video cho các bác này, mới về chưa lắp này, đang còn mới tinh này, đang lót lại này, bác này, đang còn mới nha các bác. Mới về chiều nay em chưa lắp được cái hoa sen cho hạt nha. Thì em đang quay tạm đó. Cái mẫu này mới làm hôm qua luôn và hôm nay và đã về. Thì em muốn review cho các bác sản phẩm đồng đỏ màu phớt nỉ này, nó đẹp không? Đó. Đây, đầu tiên thì các bác có thể thấy bộ đỉnh này. Bữa trước em cũng làm một cái bộ bộ như bộ phớt nỉ, nhưng mà cái đỉnh này nha, cái nắp này là nắp vuông nha các bác, còn đây là nắp tròn. Em thấy nắp tròn nó sẽ đẹp hơn nắp vuông nha các bác. Còn đây là đầu tiên em sẽ nói về cái con nghê đang vườn như cầu, các bác thấy không? Mặt rất là mặt này mặt hiền nha các bác. Rất là đẹp. Đó. Những cái mặt hàng mà điêu khắc bằng tay thường thường là mặt sẽ hiền hơn và sinh động hơn nha các bác. Đó. Như cái loại mà khắc bằng máy thì nó đều mà mình nhìn á, nó cứ kiểu như là nó mình nhìn phát là biết bằng máy luôn, và những mặt hàng của bên đục đỏ bên em là được điêu khắc bằng tay cả nha các bác. Đây là những chi tiết và các nghệ nhân làm này, điêu khắc bằng tay cả nha các bác. Đó. Những mặt hàng rất là kỳ công để ra được những cái sản phẩm như thế này phải mất tầm 5 đến 10 ngày để các nghệ nhân phải đúc rồi đục rất là nhiều thứ để ra được cái sản phẩm như thế này, cũng rất là kỳ công nha các bác, không hề đơn giản một chút nào cả. Đó. Thì đây là con nghê này, là con nghê được đúc liền luôn nha các bác, con nghê được đúc liền và tai này tai cũng tai liền. Và đồng đỏ bên em là đồng đỏ nguyên nguyên chất, không 99% là nguyên chất, còn 1% là các phụ gia, các những cái nguyên tố khác áp dụng vô để mặt bóng không bị rỗ và giúp cho cái đồng của chúng ta nó chắc hơn, chứ đồng đỏ nguyên chất là họ sẽ bị mềm đó các bác. Bác hiểu ý em nói không? Đó. Nên là muốn tạo ra những cái sản phẩm này mình phải thêm những cái gì nó cứng hơn một chút, chỉ là 1% thôi chứ không không phải nhiều nha các bác. Những cái sản phẩm như cái loại đồng thau á là có tầm 70-80% là đồng thật, còn 20% là các tạp chất khác. Đó, đồng đấy thì rất là cứng nha các bác. Em nói thật luôn cho các bác là đồng đấy rất là cứng, nên là rất là dùng thì rất là bền. Nhưng mà so với đồng đỏ này thì em nghĩ là đồng đỏ này bền nhất. Đó. Nha các bác, đồng đỏ này tuy là cái mức giá thì cũng tầm là rơi vào khoảng là 18 đến 20 triệu, nhưng mà mình sở hữu cho mình một cái bộ sản phẩm để lên ông bà tổ tiên, mình sẽ có lộc có tài đó, mình giúp cho tôn kính ông bà tổ tiên hơn nha các bác. Thì đây, và những cái điêu khắc hoàn toàn là được chạm chạm nha các bác, được chạm tay hoàn toàn, và những lớp sơn này đều đều phải được tách ra để ra được cái những cái cơ hình như thế này. Không đơn giản để làm một bộ tuyệt đẹp như thế này nha các bác. Đó. Bên em thì rất là nhiều mẫu đồng đỏ đây này, ở dưới hàng mới về làm cho khách luôn nha các bác. Đây các bác có thể thấy những mặt hàng này thì tuyệt vời và khách rất là thích những cái bộ như thế này. Đó, khách rất là thích những cái bộ mà nó gọi là đồng đồng, nhưng mà cũng đồng là gọi đồng nguyên chất rồi nha các bác. Chứ như cái đồng cát tút thì làm một vỏ đạn thì mình để lên bàn thờ thì nó vỏ đạn mà cũng có các tạp chất khác để ra được cái loại đồng đồng do là cái hàng này hàng hiếm thôi, chứ thật ra là em thấy cái đồng đỏ này đẹp hơn và nó có giá trị hơn rất là nhiều cho sau này nha các bác. Và đôi hạt này, các bác thấy là đôi hạt không? Rất là đẹp, rất là chất lượng. Mặt hàng bên em là chất lượng nha. Đây, em mở lên cho các bác coi. Đó, bên trong này đang còn nguyên đất sét.
và làm và mình để sung trầm ở đây. Đấy, mang tính là đây, bác có thể thấy đây này, đất đang còn trong này, đất sét đang trong này, đó đây này, các bác thấy không? Làm cái này làm thô luôn nha các bác, rất là đẹp, rất là có giá trị cho sau này các bác nhỉ. Khi mình bỏ sông sông trầm ở đây thì sông trầm nó sẽ tỏa tỏa hương hương trầm ra, thoát khí ra qua đây, thì sẽ giúp cho cái bản nhà chúng ta là linh thiêng hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn khi mình nhìn vô những cái sản phẩm như thế này nha các bác. Đấy, quá tuyệt vời khi mình sở hữu được cái bộ như thế này. Đó, khi em đăng cái video lên thì em nghĩ là chắc cũng tầm là tầm 1-2 tiếng sau cũng có bác gọi, các bác cũng mua luôn. Thì em cũng xin phép nói bác luôn là thì hôm nay là cũng phải chưa, đang còn mùng, đang còn Tết đúng không các bác? Thì đó, em sẽ bỏ, khi em giao hàng cho các bác, em sẽ bỏ một cái bao lì xì ngẫu nhiên cho các bác nào nhận được thì em cảm ơn các bác nhé. Đó, đây các bác có thể thấy những cái sản phẩm được chạm khắc rất là tinh tế nha các bác. Thì các bác nào mà muốn xem thêm về sản phẩm gì hay là muốn hỏi thêm về sản phẩm gì thì cứ liên hệ qua cho em qua số điện thoại 0963 378 563. Zalo của em cũng là 0963 378 563 luôn. Bác cứ liên hệ cho em rồi em sẽ chụp những cái tấm ảnh đẹp nhất cho các bác gửi qua Zalo, và bác gọi cho em và em cũng gọi video cho các bác thì dễ dàng coi được sản phẩm và những mặt hàng của bên em có những mặt hàng gì nha các bác. Đó, thì cái bộ này bộ 60 nhá nha các bác. Đây, em chào các bác nhé.